Cục sinh lễ vọng, 5B, Marco, 16, 1-8, ngôi mộ trống. Chủ đề, các bà đi thăm mộ chúa. 1. Lời chúa. Vừa hết ngày Sa-bát, bà Maria Magdala, với bà Maria mẹ ông Gia-cô-bê, và bà Salome, mua dầu thơm, để đi ướp xác Đức Giê-xu. Sáng tinh sương, ngày thứ nhất trong tuần, lúc mặt trời hé mọc, các bà ra mộ. Các bà bảo nhau, ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mộ dùng ta đây. Nhưng vừa ngước mắt lên, các bà đã thấy, tảng đá lăn ra một bên rồi, mà tảng đá ấy lớn lắm. Vào trong mộ, các bà thấy một người thanh niên ngồi bên phải, mặc áo trắng. Các bà hoảng sợ. Nhưng người thanh niên liền nói, đừng hoảng sợ, các bà tìm Đức Giê-xu Nazareth, đấng bị đóng đinh chứ gì. Người đã trỗi dậy rồi, không còn đây nữa, chỗ đã đặt người đây này. Xin các bà, về nói với môn đệ người và ông Phê-rô rằng, người sẽ đến Galilê trước các ông, ở đó, các ông sẽ được thấy người, như người đã nói với các ông. Vừa ra khỏi mộ, các bà liền chạy trốn, run lẩy bẩy, hết hồn hết vía, các bà chẳng nói gì với ai, vì sợ hãi. 2. Suy niệm. Có 3 điều chúng ta cần tìm hiểu qua lời Chúa hôm nay. Thứ nhất, các bà sợ. Các bà sợ, vì các bà đã thấy tảng đá lan ra một bên rồi, mà tảng đá ấy lớn lắm. Câu 4. Các bà sợ, vì khi vào trong mộ, các bà thấy một thanh niên ngồi bên phải, mặc áo trắng. Câu 5. Các bà sợ, nên thiên thần bảo, đừng hoảng sợ. Câu 6. Thứ hai, đâu là lý do khiến các bà sợ? Vì các bà không hề nghĩ đến việc Chúa sống lại, nhưng nay thiên thần bảo, Ngài đã sống lại rồi. Không còn ở đây nữa. Câu 6. Việc Chúa sống lại vượt quá suy nghĩ của họ nên làm họ sợ. Vì các bà không thể tưởng tượng làm sao lại có chuyện Chúa sống lại. Do đó, vừa ra khỏi mộ, các bà liền chạy trốn, run lẩy bẩy, hết hồn hết vía. Các bà chẳng nói gì với ai vì sợ hãi. Câu 8. Thứ ba, hiệu quả do việc các bà sợ. Các bà càng sợ, càng lấy làm lạ về việc Chúa sống lại, thì sự việc lại càng rất thật. Chúa Giê-xu đã thực sự sống lại. 3. Bài học. Hãy xin Chúa phục sinh, đổi mới cuộc đời. 4. Sống đạo. Thiên Chúa siêu việt. Ông Gepter, lúc trên đỉnh Vinh Quang, được mời dự một buổi sinh hoạt của các văn nhân. Trong bữa ăn, câu chuyện lan man, chuyển sang đề tài tôn giáo. Gepter thành thật nhìn nhận là ông tin vào thần tính của Đức Kitô cũng như sự lệ thuộc của ông vào công trình cứu chuộc của Ngài. Một người hỏi, thưa Ngài, Ngài hiểu thế nào về chuyện Đức Kitô vừa là Chúa, vừa là người? Gepter mau mắn trả lời, thưa ông, tôi không hiểu. Nếu tôi hiểu Ngài, thì Ngài đâu có gì cao cả hơn tôi. Tôi cảm thấy, mình cần có một Thiên Chúa siêu việt con người. 5. Cầu nguyện. Lạy Chúa Giê-xu, có nhiều chuyện con người không thể làm, không thể hiểu, nhưng với Chúa, mọi sự đều có thể. Việc Chúa sống lại là chuyện con người không bao giờ nghĩ đến, nhưng Chúa đã thực sự sống lại. Xin Chúa giúp chúng con luôn vững tin vào quyền năng của Chúa. Amen.